lắm luôn. Kệ đi. Ơ không có đến mình gỡ vậy. Sợ nhỉ. Đố còn sai chết chị. Ôi dồi ôi, thôi rồi, 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 cút cút cút. Mà số là gì? Chú Quân thổi nhá. Có ướt đi xong mới thổi. Từ từ nó chưa lên kìa. Mệt. Cái này khó đốt lắm. Cái nến này nó bị sao đó ấy. Mệt ghê cơ. Cái nó không lên thật kìa. Công nhận không? Buồn cười kìa. Thôi từ bỏ chứ. 4 phút rồi. Thôi để cái một đi. Thôi cái một đi chú. Ôi được. Cái một đi. Gói không? Gói đâu. Cái chú đấy đi. Ê ê. Cái chú rượu với rượu thật không? Dạ không biết ạ. Thôi được rồi ạ. Đấy thổi đi ạ. Bố ước nữa. Đấy bố ước thổi đi. Thổi ước. Ước đi. Make a wish. Cái này, cái này. Top reaction của nam luôn, top reaction của nam luôn thầy. Thổi cho. Thổi ạ. Mà xem cái đi. Ủa, lóc một lóc. Cùng là sinh nhật chú hay là sinh nhật ba người? Cánh. Rút mấy cái ai từng ra. Bố ơi, thổi cái tám luôn. Tại nó bị dính kem không rồi. Đấy, nó khói. Đấy đã. Mình cứ giải quyết mấy cái bình rượu. Mình dâu ăn không? Cái này ăn được không? Cái này. Nhớ nó là sô-cô-la. Cắn phải sô-cô-la. Cắn không? Cái đấy là cái kiểu ấy. Sơ thử nó biết rồi. Sô-cô-la. Thử cắn thôi mà. Không. Cái đây là cái gì? Ôi xả biết luôn. Ngon lắm chứ. Để đây cũng có đã ăn được đâu. Ờ chú cắt chứ. Thôi, chị cắt đi. Bố, kèm ngon lắm. Cắt. Chị vui mặt nhé. Mày bố vẫn làm tối đúng không? Hỏi chấm thật. Chú Quân này. Được không? Rồi rồi. Con miếng bé thôi. Ui chị cắt miếng đại tướng. Lỡ lỡ cắt miếng to. Đấy phải đi cắt đôi. Ê chú Quân. Tôi đi không vừa đâu cắt bé là. Vừa. Đây đây. Đây chú Quân. Để đây. Cái gì? Quen quen á. Thấy không miếng bé nha. Ủa cái này nó chán chán ra ngoài thôi. Có thiếu không? Thiếu đâu. Có. Cái lục bình gì? Bình rượu. Bình rượu. Rượu mơ. Có mơ gì không? Ông ơi. Này. Ông. Ô, trong có Việt Quất thì sao rồi? Đúng rồi. Vâng. Bánh Việt Quất. Ngày này cũng ngân quay. Đúng về. Đẹp đẹp quá. Không ăn đi không? Không ăn đi. À chưa lấy xiềng. Linh ơi. Để đây nhá. Cất to bé Ngân. Thật luôn chị. Cherry hay không? Chó. Chị ơi. Bé là ừ. Ê làm kem. Ê cô tê. Em thích cái màu xanh này. Xanh này đẹp. Ờ màu chính thức nhà chị ấy. Ây ôi. Ơi. Chả hiểu sao nó đi. Ê có màu tím là được. Nhìn nó vẫn có hình thức đi. Đang cắt bánh đã mẹ. Trong công việc quá. Trời ơi. Ghê quá chị ơi. Sao? Trong công việc quá. Chả hiểu sao luôn. À thèm đúng không? Thèm đúng không? Mẹ ăn không mẹ ơi? Thèm muốn ăn không? Thôi không ăn vẫn phải ăn chứ. Đúng không nè. Hả? Bố mẹ chung miếng nhá. Ờ. Chị! Kiểu gì đây? Chả hiểu sao cơ. Cách tôi giải quyết vấn đề. Chấm hỏi về đằng nào cũng cắt vít. Ồ. Quay máy chị có quyền chị cắt nhá. Thay vì cắt bánh cô ta cắt. Đó, này. Đúng nửa cái gần. Em biết miếng này cho ai đấy? Cho chị. Đấy biết ngay mà. Cũng tham lam xảo quyệt. Chấm hỏi tính kế.
Cái gì cũng nói được. Eo ơi, sao chị lại bóc tay luôn nhở? Thế chả hiểu sao ý. Tại vì nó bị rơi. Ghê quá. Ê, nhớ tắt tiếng đi nha, công em nhận. Nói là nhiều. Thôi tắt nửa rồi nè. Bye bye các bạn. Để tắt rồi. Tắt đi. Nè mày. Ơ, tắt không được đấy.